Vâng, hello, em chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sa TV. Và tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất. Và có thể nói với tất cả mọi người rằng đây là một video rất quan trọng. Đây là một nội dung rất quan trọng và là một nội dung mới nhất liên quan đến vụ việc của chị Kim Hà. Đặc biệt nhất đó chính là em sẽ thông báo đến tất cả mọi người một cái thông tin. Đó, thì cái thông tin mà chúng ta đang quan tâm nhất hiện nay đó chính là kết quả mà anh Vũ đang đợi chờ. Thì kết quả đó thì cũng không có gì mà phải đợi chờ nữa, bởi vì kết quả đó cũng giống y như là kết quả giám định pháp y ngay từ đợt ban đầu tháng 5 năm 2023. Không có khác gì đâu. Còn cái kết quả tiếp theo đó chính là liệu rằng cái vụ việc của chị Kim Hà có làm được sáng tỏ hay không. Và cái cách mà để chứng minh điều này đó chính là quật mộ. Thì em cũng xin thông báo đối với tất cả mọi người là anh Vũ cũng như là gia đình sẽ không bao giờ mà có thể là quật mộ chị Kim Hà được. Đó, thì đây cũng là một thông tin mới như vậy, là sẽ không bao giờ quật mộ được. Dù là gia đình có muốn thì cũng không bao giờ quật được mộ. Bởi vì sao? Bởi vì là trong cái thông tin mà em nắm được, đó là khi mà vụ việc này nó phải chuyển sang một vụ án, phải khởi tố một vụ án, và cơ quan chức năng họ cảm thấy rằng là họ bỏ lọt tội phạm hay là nó có yếu tố gì đó mới, có tình tiết mới và bắt buộc là phải khai quật mộ để giám định lại pháp y, thì lúc đó anh Vũ yêu cầu quật mộ mới được. Còn hiện nay thì gia đình của anh Vũ có yêu cầu cũng không bao giờ quật mộ được đâu. Đó, đây là một thông tin mới nha, là không có quật mộ được nữa. Nên là cái vấn đề mà chúng ta đang đợi chờ ở đây là gì? Là cái vấn đề là có cái vết bầm tím đằng sau cổ Cúc và có cái vấn đề là sập gò má. Thì chúng ta đang đợi chờ là nó có tác động ngoại lực hay không. Thì chính thức từ ngày hôm nay là sẽ bỏ hai cái ý nghĩ đó, bởi vì sẽ không bao giờ chứng minh được điều này. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà trưng cầu giám định pháp y á, thì họ sẽ dựa trên các giấy tờ khám nghiệm pháp y cũ, là cái lần đầu tiên pháp y á. Thì lúc đó sẽ có bác sĩ, họ là bác sĩ gọi là chuyên nghiệp, bác sĩ gọi là bên gọi là giống như kiểu là người ta điều tra á, là cái pháp y này là phải có bác sĩ có chuyên môn cao. Mà khi họ đã kết luận vào cái giấy pháp y đó là cái nguyên nhân chị Kim Hà qua đời do ngạt nước rồi và không có tác động ngoại lực rồi, thì sẽ không bao giờ nha là có thể kết luận lại. Bởi vì cái bây giờ họ trưng cầu giám định thì họ vẫn chỉ là xem xét lại cái hồ sơ đã có, là trên cái giấy đó đâu có cái tác động ngoại lực đâu, thì làm sao mà quật mộ được. Đó, nên là đây là cái thông tin mới mà em cập nhật được, nên là em cũng muốn chia sẻ cho tất cả mọi người để cho mọi người sẽ không trông đợi. Bởi vì là trong cái vụ việc của chị Kim Hà, chúng ta đang đợi chờ là có cách duy nhất là quật mộ để có thể là giám định lại cái vết thương ở trên đằng sau cổ Cúc này và giám định lại các vết thương mà gọi là có tác động ngoại lực. Thì ngày hôm nay em nhận được tin thì không thể nào quật mộ được và cũng không có cái vấn đề là tác động ngoại lực đâu. Thế là mọi người hãy bỏ qua cái vấn đề tác động ngoại lực, bỏ qua vấn đề quật mộ và bỏ qua luôn cái vấn đề là ở đây là gì, kết quả điều tra mà anh Vũ đang trông đợi. Thì ba cái đó nó không còn quan trọng nữa. Nhưng có một cái thông tin mà em nắm được là cái hướng đi của vụ việc chị Kim Hà bây giờ sẽ ra sao khi mà không quật mộ được, không chứng minh được là có tác động ngoại lực, thì sẽ đi theo hướng nào. Đó, thì ngay bây giờ em sẽ tiếp tục phân tích cho tất cả mọi người cùng nghe. Đầu tiên đó chính là anh Vũ có nói là trên cái giấy giám định pháp y đó nó có hai cái vấn đề nha, mà hai cái vấn đề này sẽ là cái đường đi tiếp theo và nó phải có trong cái giám định pháp y thì anh Vũ mới tiếp tục để đi theo hướng này được. Đó chính là gì? Đầu tiên đó chính là phổi xẹp là không có nước, chứng minh là chị Hà là không có nước trong phổi. Cái thứ hai là trong người chị Hà là có hai chất, một là ethanol với lại chất gì đó nữa, thêm một cái chất gì đó nữa thì chúng ta tạm hiểu được ethanol đó là nồng độ cồn. Đó, thì em ấy đặt ra một vấn đề ở đây là tại sao anh Vũ lại phải đi theo hướng này. Bởi vì thứ nhất là trong cái trường hợp về giám định pháp y là theo khoa học nha, em vừa mới tìm hiểu được thông tin này, là theo khoa học thì 100 người là qua đời do ngạt nước ấy thì sẽ có 80% là sẽ có nước đầy trong bụng, trong phổi.
Đó, là cho có nước trong bụng, trong phổi nha, là 80%. Còn 20% là sẽ phổi xẹp. Là có nghĩa là chị Hà đang nằm trong số 20% đó. Đó thì cái lý do vì sao lại phổi xẹp thì nó sẽ dành cho một cái đây là đặc biệt ở đây là gì? Là cái người mà bị phổi xẹp đó là nằm trong trường hợp 20% là những người không biết bơi nha, cái người không biết bơi và người ta gọi là rơi trong trường hợp là hỗn loạn. Họ bị hỗn loạn, họ bị gọi là bị bất ngờ, họ bị bấn loạn và lúc đó cái thanh quản nó sẽ đóng lại thì nước nó sẽ không vào trong phổi được. Thì đó chính là cái lý do ở đây là nôm na là 20% vẫn có trường hợp là qua đời do ngạt nước nhưng mà lại không có nước trong phổi. Bởi vì lúc đó thanh quản đóng rồi mà hoảng loạn quá người ta không thở được thì lúc đó là họ chưa kịp gì hết. Họ kiểu như kiểu là họ rơi trên cao xuống ấy. Họ bị ngạt nước. Đó, nên là cái trường hợp ở đây là chị Hà thì lại nằm trong trường hợp đây là không biết bơi nha. Nhưng mà lạ ở đây là chị Hà lại là người biết bơi. Chị Hà không hoảng loạn thì phổi xẹp thì phải có vấn đề. Đúng chưa? Bởi vì nếu như chị Hà mà không biết bơi là nằm trong 20% là đúng. Đó, nhưng mà chị Hà đây là lại là cái người biết bơi rất giỏi. Và chị Hà cũng không hoảng loạn. Bởi vì cái người chứng minh ấy là cái 20% mà không có nước trong phổi á là có căn cứ. Và chị Hà nằm trong đó nhưng ở đây trường hợp hoảng loạn và không biết bơi. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây là người ta sẽ không kịp xử lý hoảng loạn thì lúc đó cái thanh quản sẽ đóng lại và lúc đó nước không vào phổi được. Thì cũng có trường hợp đó là khoa học chứng minh rồi. Nhưng mà chị Hà lại là biết bơi và chị Hà rất bình tĩnh. Bởi vì theo lời của anh Tuấn đó là chị Hà thả trôi 40 mét. Thả trôi 40 mét có nghĩa là không có cái trường hợp đây là không có bị động và không có bị hoảng loạn mà chị Hà vẫn thả trôi 40 mét thì không thể là phổi xẹp được. Đó, đấy là cái dấu hiệu đầu tiên. Và cái hướng đi thứ hai đó chính là chị Hà có chất ethanol vượt quá cái nồng độ cho phép, là cái nồng độ cho phép tự nhiên ấy. Đó, có nghĩa là trong người ai cũng có cái nồng độ đó, cái chất đó, nhưng mà nó ở cái ngưỡng cho phép. Còn chị Hà là ở cái mức độ 0,4 hay là 0,5 gì đó thì có nghĩa là nó vượt qua cái ngưỡng mà cho phép của người bình thường, thì có nghĩa là chị Kim Hà phải sử dụng một cái chất gì đó có cồn trước lúc qua đời. Vậy thì bây giờ anh Vũ sẽ làm một cái đơn, ví dụ như là yêu cầu là cái giấy chứng nhận pháp y đó là cái chất mà hai cái chất có trong người của chị Hà đó là hai chất gì và nó có từ đâu và liệu rằng đó có phải là cái nguyên nhân nó gây ra cái chết cho chị Hà hay không. Đó thì đây sẽ là một cái hướng đi mới, nó không còn là quật mộ, nó không còn là để gọi là tác động ngoại lực nữa, mà bây giờ hãy đi theo hướng là nó có chất gì đó ở trong người. Và cái lý do ở đây là chị Kim Hà đã có nồng độ cồn, nhưng cái nồng độ cồn này nó tồn tại trong người 13 14 ngày. Bởi vì là chị Hà qua đời là 12 ngày mới tìm thấy. Thì cái ngày đó đem lên mới mổ tử thi, giám định có nghĩa là tận 12 13 ngày. Thì cái nồng độ cồn đó nó không thể tồn tại trong người nó lại lâu như vậy được. Nếu nó tồn tại lâu như vậy mà nó vẫn còn nhiều, nồng độ nó vẫn còn cao như vậy thì lúc chị Hà mất cái nồng độ nó phải cao lắm, nhiều lắm thì 12 ngày nó mới còn. Chứ không làm sao mà 12 ngày nó tồn tại trong cơ thể được. Đó, thường thường 2 3 ngày người ta là người ta tan mất rồi, hay nó sẽ giảm xuống rồi. Vậy thì chứng tỏ là chị Hà đã qua đời do ngạt nước nhưng mà lại cái nồng độ cồn nó lại có. Vậy thì chứng tỏ là chị Hà phải sử dụng chất có nồng độ cồn. Và đó là chất gì? Sử dụng khi nào? Đó, thì chúng ta mới thấy rằng là ở đây là chị Kim Hà là qua đời do ngạt nước trên cái nền cơ địa là có sử dụng chất ethanol. Bởi vì là đấy có chất ethanol là có nồng độ cồn. Vậy thì tại sao 12 ngày nồng độ cồn nó vẫn có? Đó nên là cái vụ việc này thì bây giờ anh Vũ là cũng phải gọi là đi theo cái hướng này là để chứng minh rằng là tại sao trong người của em tôi á nó lại hai có hai cái chất đó. Hai cái chất đó nó là hai cái chất gì? Thì lúc đó là bên cơ quan chức năng họ sẽ điều tra. Họ sẽ dựa theo cái khám nghiệm pháp y đó, tử thi đó để họ sẽ có căn cứ là ở đúng lúc chị Hà mất là cái bác sĩ họ có khám này là có cái chất ethanol này này. Hai chất đó nó ở đâu ra? Tại sao 12 ngày mà lúc đó cái nồng độ cồn nó vẫn có? Đó, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng là bây giờ cái vụ việc này nó sẽ sáng tỏ theo cái hướng đó thôi. Đó, chứ còn không có tìm được cái gì gọi là vật chứng, không có tìm được nhân chứng và không có tìm được cái gì gọi là tác động ngoại lực nữa đâu. Bởi vì sao? Khi mà kết luận ấy thì họ sẽ dựa trên cái biên bản khám nghiệm pháp y tử thi. Thì cái biên bản đó thì bác sĩ có chuyên môn, đúng không? Có chuyên môn cao thì họ mới có thể giám định pháp y được. Thì khi họ kết luận lên trên đó rồi là trong phổi không có nước, phổi xẹp. Đó, có nồng độ cồn, có ethanol đó. Rồi là không có tác động ngoại lực. Thì sau này kết quả chứng cứ giám định vẫn dựa trên cái bản pháp y đó. Chứ làm sao thay đổi được?
Bởi vì cái lúc đó là cái bác sĩ ở lúc khám ban đầu đó là có chuyên môn cao. Đó, họ là cái người quyết định, là có cái họ chịu trách nhiệm mà. Thì làm sao thay đổi được sau này, làm sao thay đổi được? Đúng không? Bây giờ khi mà cái người có trách nhiệm pháp lý cao đó, họ ký vào đó rồi, thì họ chịu trách nhiệm. Thì sau này tất cả cái vấn đề mà làm thì phải liên quan đến cái pháp y đó, thì không có tác động ngoại lực. Bởi vì nếu như có thì lúc đó pháp y đã công bố rồi. Đó, nên là bây giờ là gia đình chỉ còn một cách là đi theo hướng. Thứ nhất là cái vấn đề là phổi xẹp, không có nước. Cái thứ hai là có chất lạ, là có ethanol và có chất gì đó, encoxi gì đó, anh Vũ đọc á, đó trong người á, thì có hai chất đó là hai chất gì, và nó có từ bao giờ, và tại sao 12 ngày làm nước sông nó vẫn còn trong người. Thì đó là cái cách duy nhất có thể làm sáng tỏ trong câu chuyện này. Còn lại thì quật mộ không còn tác dụng nữa ha. Chính thức với mọi người là quật mộ không còn tác dụng nữa. Bởi vì sao? Bởi vì em có thông tin, em có hỏi luật sư ấy, là cái vụ việc của chị Kim Hà này mà muốn quật mộ ấy, thì nó phải trở thành vụ án. Đó, nó phải là vụ án, khởi tố phải thành vụ án. Mà cái vụ việc của chị Hà nó mới là vụ việc thôi, nó đã khởi tố đâu, thì không thể gọi là vụ án được. Mà không có phải là vụ án thì không có thể nào mà quật mộ được. Gia đình quật mộ thì nó có cái lý do gì đâu mà quật mộ. Nó đâu có cái, nó đâu có gọi là, nó đâu có hung thủ đâu, nó đâu có cái người nào đâu, nó có đâu có bằng chứng gì đâu. Gia đình không thể quật mộ được. Đó, nên là bây giờ là gia đình là cũng gọi là phải đi theo một hướng đi mới nha. Không còn được như ban đầu là chúng ta nghĩ rằng là phải là chứng minh cái tác động ngoại lực hay cái đó nữa. Bởi vì là bây giờ là cái điều đó nó không thành hiện thực nữa. Đó, nên là bắt buộc là bây giờ là phải có cái hướng đi tiếp theo. Trong câu chuyện của vụ việc chị Kim Hà thì chắc chắn chúng ta đã biết rằng là theo dõi là một năm trời rồi. Vừa một năm trời mà giờ không có kết quả. Không biết cái nguyên nhân vì sao mà chị Hà lại ra đi. Cái nguyên nhân nào. Và chúng ta chỉ có biết được rằng là chị Hà là qua đời do ngạt nước đấy. Nhưng mà căn bản là ngạt nước đây là vì cái lý do gì? Mà Hà trong khi đó cái người mà người ta chứng minh là hoảng loạn và không kịp xử lý, mà chị Hà lại trôi đi 40 mét rồi, thì không thể nào trong buổi có nước được. Và trong khi đó chúng ta lại thấy là có hai cái chất lạ trong người. Thì đó là chất gì? Tại sao lại tồn tại được 12 ngày? Nếu mà tồn tại được 12, chúng ta tưởng tượng nha. Ví dụ như hôm nay chúng ta uống 5 lon bia, cái nồng độ cồn của nó có thể là 0,5, ví dụ như vậy nha, 0,5. Thì ngày mai nó sẽ giảm đi còn 0,2. Nó phải giảm đi chứ. Còn chị Hà thì đến tận 12 ngày mà nó vẫn còn 0,4. Em ví dụ thôi là 0,4. Thì không thể nào mà 12 ngày còn 0,4 được. Vậy thì chứng tỏ cái ngày đầu tiên nó phải cao lắm thì nó mới giảm đi còn bằng đó. Đó, nên là trong cái vụ việc này thì anh Vũ sẽ phải đi theo cái con đường đó để có thể là kết luận trong vụ việc này. Nên là cũng rất mong tất cả quý vị các bạn sẽ tiếp tục góp ý và ủng hộ bên dưới video, ủng hộ giúp em ha, để em sẽ tiếp tục tìm hiểu và phân tích xem còn cách nào để có thể là cứu vãn trong vụ việc này hay không, hay là hết cách. Còn cái việc là quật mộ là không còn nữa, không còn cơ hội nữa nha, để cho mọi người hiểu như vậy. Còn quý vị khán giả góp ý như thế nào thì mọi người hãy góp ý bên dưới video này, ủng hộ giúp em quý vị nha. Rồi, chào tất cả mọi người nha, chào mọi người.